ngay lúc này anh đầu tư cho cái ruộng dừa dữ ha. Trời, sao không đầu tư chị? Mình trồng cây nào phải đầu tư cây đó, nó mới cho năng suất đều đều chứ. Ồ, rồi anh trồng bao nhiêu ngày rồi? 30 ngày rồi, À, dây được 1,5 m á nghe. úp nụ chưa? Úp nụ làm gì, tôi để cho nó tự nhiên nó mới hay chứ, úp nụ làm chi. Ý ông Bảy này là dày. Trồng dưa là khi mà dưa nó trổ bông, À, bông đực với bông cái đúng rồi. ha, thì mình để côn trùng nó tự động nó lợi nó thụ phấn. Đó, cái gì mà tự nhiên nó mới hay đúng không? Tôi hỏi ông mà ông trồng dưa dây á, nó bò tới 1,5 m ra bông đực bông cái hết rồi, ông để cho côn trùng tự nhiên nó thụ phấn như vậy á thì cái khả năng đậu trái nó cũng không cao, không đúng ý mình, chi bằng mình lấy cái bông đực mình chấm với cái bông cái đúng ngay cái vị trí mà mình ước muốn thì trái dưa nó sẽ phát triển ngon lành, bán giá cao, đúng không? Thì cô cũng biết là vậy, nhưng mà Nhưng mà sao là nhưng mà vậy? Cái người này á không bao giờ chịu theo là cái khoa học kỹ thuật nắm bắt cái mới đâu. Đó, cứ đúng thích á. làm theo cái kiểu tự phát mình thôi. Ừ. Xong rồi chẳng chịu hỏi ai đó. Tôi thì tôi cũng biết là phải dùng kỹ thuật, nhưng mà giờ họ không biết, giờ họ hỏi anh Tám chỉ tôi. Thì tôi sẵn sàng tôi chỉ Thôi thôi giờ à. anh chỉ đi. Úp nụ á, thì người ta phải canh cái dây dưa nó phát triển được 1,5 m. Thời gian úp nụ á, từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Đừng có làm nắng quá không có tốt. Thời gian úp nụ của nó thì mình úp trong cái thời gian khoảng từ 4 cho tới 7 ngày. Một cái bông đực mình có thể úp được nhiều cái bông cái. Thì giờ ông phải lựa một cái bông đực á, cái bông nào mà nó nở bự nhất. Không? Rồi á ông chấm với cái bông cái, mà thường cái bông cái á, thì là nó nở rộ ra một lượt hết à. À, tôi biết, cái đó tôi biết. Cái cách chấm nó là như vậy. Mình chọn cái bông đực xong xuôi rồi, mình bứt cái cánh nó. Bứt. Bứt cái cánh đó, mình chừa cái nhị chín cho đó thôi. Mình dòm thấy trong cái nhị chín nó có phấn á. Rồi. Là cái phấn đó, mình lấy cái phấn đó, mình mới chấm vô ngay chỗ cái nhị chín của cái bông cái. Nhưng mà nhớ mình chọn đúng cái vị trí của cái bông cái để mình chấm. Khi cái bông cái nó ở đúng cái vị trí trên cái dây dưa rồi thì cái sự phát triển của cái trái này nó mới ngon lành. Nhớ cái điều này nè. Mà bây giờ á, cái giai đoạn này là quan trọng lắm đúng không? đúng Đó. rồi Trời ơi, lúc mà tôi trồng đó, ổng tư vấn rất là kỹ cái giai đoạn ấp nụ này. xong xong chỉ tôi một Có lần đi. một lần một đi. Úp nụ xong xuôi rồi tưới nước bình thường, đừng có bón phân bón tro gì hết trơn. Trời, nhất là mình thấy nó bắt đầu có trái rồi mình xịt tầm bậy tầm bạ, làm cho cây nó phát triển kiểu đột biến, nó ra bông thêm nữa, thì nó tập trung ở chỗ đó mà không tập trung vô cái trái mà mình chấm. À, thấy chưa? là cái này nó bị đèo. Như vậy thì thương phẩm cái trái nó sẽ không có tốt. Hạn chế phun xịt thuốc trừ sâu, bởi vì như vậy đó nó sẽ xua đuổi những con côn trùng có lợi cho mình, như là ong rồi bướm đó đó. Chính những cái côn trùng ong bướm này nè, nó giúp cho cái sự thụ phấn cho hoa, hiểu chưa? Cái đó Hỗ tôi trợ cho biết đó. rồi. Cái đó là tự nhiên, còn bên cạnh đó là hạn chế tối đa không được dùng các cái chất kích thích. Khi mà cái trái mà mình thu hoạch mà còn dư lượng các cái loại thuốc đó thì mình bán, người ta phát hiện ra cái người ta không mua. Cái chuyện đó là chuyện nó báo chí đăng hoài. Nông dân mình giờ phải ý thức là làm sao mà ra sản phẩm mà nó an toàn, thân thiện với môi trường, thì đúng người rồi. Tiêu dùng người ta chấp nhận, mắc cỡ nào người ta cũng mua. Nhưng mà tính chừng nào úp nụ? Để sáng mai tôi đi ra ngoài đó tôi úp nụ, mình lấy trái đúng vị trí để cho trái dưa nó tăng trưởng đồng đều, tăng hiệu quả kinh tế được không? À, ngày mai úp và sáng mơ ra ông chọn bông đực á, rồi á ông đi chấm bông cái không có thời gian đâu. Bây giờ rảnh á, ông ra ngoài ruộng dưa ông á, ông chọn cái bông đực nó khỏe nó mạnh, ông hái về xong xuôi ông lấy cái khăn, như cái khăn răng này nè, ông làm cho nó ẩm ẩm ướt ướt chút xíu rồi ông bọc cái bông ở lại. Sáng mơ ông chỉ việc bọc cái khăn này ra, ông dở bông đực ra ông chấm với bông cái, vậy nó lẹ. Chứ sáng mơ mà ông ra ông chọn bông đực rồi ông chấm bông cái, ông làm không có thể đâu. Bây giờ là làm liền luôn phải không? Bây giờ đi làm liền thôi. Vậy đi. Tôi chạy về tôi uống miếng nước, tôi chạy ra tôi làm liền. Thay đổi cái cách suy nghĩ của mình đi. Ừ. Nông dân mình tốt bụng lắm, rất là dễ dàng thân thiện để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phải áp dụng khoa học kỹ thuật chứ, đúng không? Không biết thì hỏi phải không? Và đừng bao giờ quên cái câu là thời cơ thách thức mở ra, người người ý thức, nhà nhà yên vui.